Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Và thì giờ này, chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta cùng học lời của Chúa. Như buổi học Kinh Thánh chiều Chủ Nhật, chúng ta đã nói về Abraham, phải không ạ? Chúng ta đã nói về Abraham. Abraham là người mà Đức Chúa chọn lựa. Abraham là người mà qua đó đem đến sự phước hạnh rất là nhiều ở trên dân sự của Chúa cũng như là ở trên thế giới này. Và chúng ta biết được rằng đó là qua Abraham mà phước lành được rải khắp ở trên chúng ta, ở trên thế giới này. Cho nên nhiều khi chúng ta nói về Abraham, chúng ta cứ có một cái hình ảnh như thế này nè. Giống như Abraham là một cái nhân vật đặc biệt được Đức Chúa Trời Ngài sử dụng. Và khi chúng ta nhìn, khi chúng ta hiểu về Abraham như vậy, vô tình chúng ta ngăn chặn cái đức tin của chúng ta để chúng ta có thể tấn tới ở trong ân điển của Chúa. Nhưng mà ngày hôm nay tôi sẽ cùng học với Hội Thánh của Chúa cái chủ đề đó là vì sao Chúa chọn Abraham. Và cái câu Kinh Thánh, thật ra thì cái câu Kinh Thánh này là một cái câu Kinh Thánh đại diện thôi. Tại vì khi nói về Abraham thì đó là một cái chủ đề rất là rộng. Nhưng tôi sử dụng cái câu Kinh Thánh ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu số 1. Đây là một cái câu Kinh Thánh đại diện, bởi vì đây là lời mà Đức Chúa Trời kêu gọi Abraham. Và Đức Giê-hô-va có phán cùng Abraham rằng: ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Vậy thì bây giờ cái câu hỏi cũng là cái chủ đề của bài học của chúng ta: vì sao Đức Chúa Trời chọn Abraham? Bây giờ tôi dùng cái chủ đề này để tôi làm câu hỏi cho quý vị. Thì chúng ta có thể đưa ý kiến của chúng ta xem. Theo quý vị thì, theo Hội Thánh của Chúa thì tại sao Đức Chúa Trời lại chọn Abraham? Chúng ta có quen biết nhân vật Abraham này không ạ? Bạn biết không? Ông là cái gì? Kinh Thánh gọi ông là cái gì ạ? Tổ phụ của những người có đức tin. Đúng không ạ? Ông là người như thế nào nữa? Là người vâng phục, là người trung thành, là người công bình. Đúng không ạ? Và nếu như chúng ta hiểu về Abraham như vậy, chúng ta sẽ không có một cái sự hy vọng nào để chúng ta có thể bước đi theo Chúa và để cho Đức Chúa Trời có thể sử dụng cuộc đời của chúng ta. Vậy thì bây giờ trước khi chúng ta đi vào trong bài học, tôi hỏi quý vị thêm một lần nữa: nếu Đức Chúa Trời có thể sử dụng Abraham lớn như vậy thì liệu Đức Chúa Trời có thể sử dụng chúng ta giống như Abraham được không? Được không ạ? Cô Thủy cười. Cô Thủy cười. Được không? Abraham là người công chính, Abraham là người có đức tin, Abraham là người tốt lành, Abraham là người vâng phục. Và Đức Chúa Trời sử dụng Abraham là bởi vì Abraham như vậy. Thế thì bây giờ so sánh giữa chúng ta với Abraham, chúng ta có được như Abraham không? Được không ạ? Rồi, vậy tiêu rồi. Nhưng mà thật ra tôi sẽ cho quý vị thấy một cái hình ảnh chân thật về Abraham mà Kinh Thánh đã bày tỏ. Nhưng mà đôi khi chúng ta đọc Kinh Thánh và chúng ta bị những cái in trí nó làm cho chúng ta lướt qua những cái sự chân thật này. Và qua những cái sự chân thật này để chúng ta có thể thấy được rằng nếu Đức Chúa Trời có thể sử dụng Abraham thì Đức Chúa Trời cũng có thể sử dụng chúng ta, nếu như Ngài cũng tìm thấy ở nơi chúng ta cái điều mà Abraham có. Bây giờ chúng ta đưa ra những cái chi tiết là những điều mà lâu nay chúng ta biết về Abraham. Đó là Abraham là người có đức tin. Đó là Abraham là người vâng phục. Và Abraham là người công bình. Phải không ạ? Chính xác chưa? Và theo chúng ta thì vì như vậy mà Chúa chọn Abraham, đúng không? Đúng không ạ? Đúng không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem
khi Chúa bắt đầu Chúa kêu gọi Abraham thì Abraham là người như thế nào nha. Trước tiên chúng ta cùng nhau mở ra trong sách Công vụ các sứ đồ. Công vụ các sứ đồ. Bây giờ ai xưng này, ai nói rằng Đức Chúa chọn Abraham bởi vì Abraham là người vâng phục thì xin đọc cho tôi Công vụ các sứ đồ đoạn 7 từ câu 2 cho đến câu 4. Công vụ các sứ đồ đoạn 7 từ câu 2 cho đến câu 4. Dạ. Bây giờ chúng ta đọc cái chỗ này và chúng ta nhớ lại Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 1 thì chúng ta thấy rằng đây là hai lần kêu gọi mà Đức Chúa Trời kêu gọi Abraham khác nhau. Không phải là kêu gọi một lần, nhưng mà là kêu gọi tới hai lần. Lần đầu tiên Ngài kêu gọi Abraham được ghi lại không phải trong Sáng Thế Ký, mà được ghi lại ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 7 từ câu 2 đến câu 4. Lúc Abraham ở đâu ạ? Ở Mesopotamia. Và ở trong Sáng Thế Ký đoạn 11 câu cuối cùng thì cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã kêu gọi Abraham từ xứ U-rơ thuộc về Canh-đê để đi đến xứ Canaan, nhưng khi đến Charan thì lập gia cư tại đó, và Tha-rê cha Abraham đã qua đời tại Charan. Vậy thì chúng ta thấy có một sự khác biệt như thế này. Ở trong sách Công vụ các sứ đồ thì nói rằng Đức Chúa Trời kêu gọi Abraham không phải từ xứ Charan mà là từ Mesopotamia. Ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 11 thì nói rằng Abraham từ xứ U-rơ thuộc về Canh-đê để đi đến xứ Canaan, nhưng đến Charan thì lập gia cư tại đó. Và dường như hai cái địa danh này chúng ta có cảm nhận rằng nó khác nhau, tức là Mesopotamia và xứ U-rơ dường như là hai địa danh nó khác nhau, phải không ạ? Nhưng thật ra nó không có khác nhau. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng cái xứ U-rơ được ghi lại từ thời của Môi-se, nhưng cái xứ Mesopotamia là được ghi lại thời Chúa Giê-xu, tức là Luca là người là sứ đồ của Chúa, xin lỗi, là môn đồ của Chúa đã ghi lại. Thì hai cái địa danh này được ghi lại cách nhau khoảng hơn 2000 năm. Vậy thì hai địa danh này nó là hai nơi hay đó là một nơi? Thì tôi sẽ đưa cho quý vị một cái hình ảnh thế này. Trước năm 1975 thì cái thành phố chúng ta đang ở được gọi là thành phố gì ạ? Sài Gòn. Bây giờ thành phố này được gọi là gì ạ? Vậy là nó hai nơi hay là nó một nơi? Mặc dù chỉ mới có bốn mấy năm mươi năm thôi, phải không ạ? Nhưng cái tên của nó đã thay đổi, nhưng mà địa danh nó như thế nào? Nó vẫn là một. Thì trong thời của Môi-se là người được Chúa Trời sử dụng để viết nên năm sách: Sáng Thế Ký, Xuất Ê Tô Ký, Lê Vi Ký, Dân Số Ký và Phục Truyền Luật Lệ Ký. Thì ông cái địa danh thời điểm đó mà nơi quê hương ban đầu của Abraham là U-rơ thuộc về Canh-đê. Nhưng thời Chúa Giê-xu thì cái xứ này gọi là Mesopotamia, là một. Và chúng ta thấy như thế này nè, nếu chúng ta nói Abraham là người vâng lời thì chúng ta sẽ xem trong cái lời kêu gọi đầu tiên mà Đức Trời kêu gọi Abraham khi Abraham còn ở tại Mesopotamia, Chúa kêu gọi Abraham đi đâu ạ? Chúng ta đọc kỹ nha. Nhiều khi tôi nói với quý vị là nhiều khi chúng ta đọc Kinh Thánh theo thói quen mà chúng ta không chú ý có một sự khác biệt. Đức Trời kêu gọi Abraham ra khỏi đâu? Ra khỏi quê hương và vòng bà con, đúng không ạ? Hãy ra khỏi quê hương và vòng bà con. Theo chúng ta thì Abraham vâng lời Chúa, xin lỗi, Abraham có vâng lời Chúa trong chỗ này không? Có không? Ra khỏi quê hương và vòng bà con, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta mở Sáng Thế Ký đoạn 11 đi, chúng ta xem Abraham đã đi như thế nào. Đoạn 11 câu 31: Tha-rê dẫn Abraham con trai mình, Lót con trai Haran cháu mình, và Sarai và Abraham tức dâu mình đồng ra khỏi U-rơ thuộc về Canh-đê đặng qua xứ Canaan. Khi đến Charan thì lập gia cư tại đó. Chúa kêu gọi Abraham ra khỏi quê hương và vòng bà con.
Lần đầu tiên Abraham đã ra khỏi quê hương, tức là ra khỏi Mesopotamia, nhưng ai đi theo? Lót là cái gì? Là cháu. Là cái gì của ông? Là bà con. Vậy ông có phải là người văn phục chưa? Ông văn phục có 50% thôi, đúng không ạ? Ông mới có văn phục có 50% thôi. Rồi bây giờ chúng ta chú ý, chúng ta quay trở lại Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 1. Chúa kêu gọi Abraham thế nào ạ? Ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha. Rồi bây giờ chúng ta xem Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 4. Câu 4 và câu 5. Rồi Abraham đi theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dạy. Lót đồng đi với người. Abraham ra khỏi Charan, tuổi người được 75. Abraham dẫn Sarai vợ mình, Lót cháu mình, cả gia tài đã thâu góp và đầy tớ đã được tại Charan. Từ đó ra đi đến xứ Canaan, rồi chúng đều đến xứ Canaan. Lần này, lần thứ hai Chúa kêu gọi ra khỏi quê hương, ra khỏi vòng bà con, ra khỏi nhà cha. Bây giờ Abraham ra khỏi quê hương, Abraham ra khỏi nhà cha, nhưng ai đi theo? Vòng bà con vẫn đi theo. Vậy Abraham có phải là người vâng lời chưa? Chưa. Vẫn chưa phải là người vâng lời, đúng không ạ? Và có thể khi chúng ta đọc ở trong cái phần kinh thánh này nè, chúng ta có thể dễ dàng để chúng ta thông cảm cho Abraham. Và chúng ta nói, ô nhưng mà ông cũng vâng lời được mấy chục phần trăm rồi mà, đúng không ạ? Lần đầu tiên thì ông vâng lời được 50%. Lần thứ hai ông vâng lời được bao nhiêu phần trăm? 66%. Đúng không ạ? Và chúng ta có thể thông cảm cho ông. Nhưng ngày hôm nay chúng ta lại nhìn vào trong những người khác, chúng ta không dễ thông cảm cho họ khi chúng ta vẫn còn thấy rằng họ còn một chút yếu đuối. Có nhiều khi chúng ta thấy có những người đi theo Chúa, nhưng mà một ngày nào đó chúng ta thấy họ vẫn còn có những cái gì đó của đời sống cũ nó dính dấp đi theo. Chúng ta không nhìn thấy được 66% người kia đã vâng phục, chúng ta chỉ còn nhìn thấy lại bao nhiêu phần trăm người kia chưa vâng phục? 66.6 đi. Chúng ta vẫn còn thấy là 1/3 cái điều chưa vâng phục, và chúng ta lên án, và thậm chí là chúng ta nói rằng người đó là người không trung tín. Nhưng rõ ràng vậy thì chúng ta thấy Đức Chúa Trời có phải kêu gọi Abraham bởi vì Abraham vâng phục không? Không. Không phải, đúng không ạ? Tới chỗ này thì cái dấu chấm hỏi của cái câu hỏi này nó lớn hơn chút xíu nữa. Ủa vậy thì Chúa chọn Abraham vì cớ gì? Rồi bây giờ chúng ta nói về Abraham là người có đức tin. Chúng ta nói về Abraham là người có đức tin. Thì thật ra ban đầu có phải Abraham là người có đức tin hay không? Chúng ta xem Sáng Thế Ký đoạn 12. Sáng Thế Ký đoạn 12. Chúng ta xem từ câu số 7. Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Abraham mà phán rằng: ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất này. Rồi tại đó Abraham lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va là đấng đã hiện đến cùng người. Từ đó người đi qua núi ở về phía đông Bê-tên, rồi đóng trại phía tây có Bê-tên, phía đông có A-hi. Đoạn người lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và cầu khẩn danh Ngài. Kế đó Abraham vừa đi vừa đóng trại lần lần đến Nam Phường. Vậy thì Abraham đã đến được cái nơi mà Chúa kêu gọi chưa? Đến được chưa? Đến được rồi. Chúa đã hiện ra với ông mà Chúa nói gì đấy? Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi đất này. Vậy có được chưa? Đến nơi chưa? Đến rồi. Rồi Abraham đã đáp lại cái lời hứa đó bằng cách nào? Lập một bàn thờ cho Chúa, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta xem Abraham có đức tin hay không nha. Chúng ta xem Sáng Thế Ký đoạn 12 câu số 10. Bây giờ trong xứ bị cơn đói kém, sự đói kém ấy lớn nên Abraham xuống xứ Ai Cập mà kiều ngụ. Dạ ông có tin không? Ông có tin không? Ông đến cái nơi mà Chúa đã hứa chưa? Đến rồi. Nhưng bây giờ tại đó gặp đói kém,
ông bỏ đó, ông đi xuống Ai Cập. Mà tôi nói với quý vị, chúng ta chú ý chỗ này nè. Khi ta đọc Kinh Thánh, chúng ta đặc biệt là Kinh Thánh Cựu Ước, chúng ta thấy dường như thế giới thời điểm đó chỉ có hai nơi thôi. Một nơi là nơi mà người Chúa chọn ở, và một nơi là xứ Ai Cập. Tức là ra khỏi cái xứ Chúa chọn là tới xứ Ai Cập liền vậy đó. Chúng ta đọc trong Cựu Ước, chúng ta thấy cảm giác là như vậy đó. Nhưng mà thật ra thế giới thời điểm đó không phải chỉ là như vậy. Nhưng tại sao Chúa lại sử dụng cái hình ảnh xứ Ai Cập? Là bởi vì như thế này. Xứ Ai Cập ở trong Cựu Ước là hình bóng để chỉ về thế gian, chỉ về thế gian ngày hôm nay. Xứ Ai Cập là hình bóng chỉ về thế gian. Dân sự của Chúa đã làm nô lệ trong xứ Ai Cập là hình bóng chỉ về trước khi chúng ta được cứu. Chúng ta đã làm nô lệ cho ma quỷ ở trong thế gian. Pharaoh là kẻ cai trị ở trong xứ Ai Cập là hình bóng Satan là kẻ cai trị ở trong thế gian mờ tối này. Quân đội Ai Cập, quân đội của Pharaoh là hình bóng chỉ về ma quỷ. Người Ai Cập là hình bóng chỉ về người thế gian. Cho nên đây là điều mà Chúa muốn cho chúng ta biết. Tức là gì đây? Ở trong lĩnh vực đức tin của chúng ta đó, không có cái chỗ gọi là trung gian, hay là không có cái chỗ gọi là trung dung. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là ở cái nơi mà Chúa chọn, hoặc là xứ Ai Cập, chứ không có chỗ kẻ giữa. Nhiều khi ngày nay chúng ta nói tôi không có thờ phượng Chúa, nhưng tôi cũng không có thờ ma quỷ. Nhưng mà không, không thuộc về Chúa là thuộc về thế gian, mà thế gian ở trong tay của ma quỷ. Tôi không có đi thờ phượng Chúa, nhưng mà tôi cũng không có thuộc về ma quỷ. Tức là rời khỏi xứ Canaan là xuống Ai Cập liền. Và trong địa lý đó, thì xứ Canaan với Ai Cập nó cách nhau có cái ranh giới thôi. Tức là bước qua khỏi xứ Canaan là tới Ai Cập. Cho nên Abraham phải là người có đức tin không? Cũng chưa luôn, đúng không ạ? Cho đến Sáng Thế Ký đoạn 15 câu số 6 thì lúc đó Đức Chúa Trời mới xưng Abraham, hay nó khác hơn là cho đến lúc đó thì Đức Chúa Trời mới nhận Abraham là người có đức tin. Khi mà Abraham nói với Chúa thế này nè, khi Chúa hiện ra trong Sáng Thế Ký đoạn 15, khi Chúa hiện ra với Abraham, Chúa nói là ta sẽ ban phước cho ngươi, ta là cái thuẫn đỡ cho ngươi, đừng có sợ chi. Thì lúc này Abraham nói với Chúa thế này nè, Chúa cho tôi thêm nữa làm cái gì? Ở đây là bản diễn ý nha. Chúa cho tôi thêm nữa làm cái gì? Nhiều quá cũng như không thôi, bởi vì tôi có chết thì tài sản của tôi cũng không để lại cho ai cả. Và cái người đầy tớ ở lâu năm nhất trong nhà của tôi sẽ là cái người hưởng lấy gia tài đó, chẳng ích lợi gì khi Chúa ban phước cho tôi. Tôi muốn chúng ta để ý chỗ này nè. Ngày hôm nay cái điều mà chúng ta quan tâm nhất khi chúng ta thức dậy, chúng ta mở mắt ra, chúng ta quan tâm nhất đó là làm sao hôm nay tôi phải có tiền. Đúng không ạ? Cái điều chúng ta ước ao là gì? Có nhiều tiền. Cái điều chúng ta thích là gì? Nghe cái tiếng sột sẹt của tiền. Tôi cũng theo trend dữ lắm á chứ. Đúng không ạ? Nhưng mà đối với Abraham ở tại nơi đây thì chúng ta thấy Abraham không cần có tiền. Bởi vì Abraham có quá nhiều tiền rồi, và khi Abraham có quá nhiều tiền, Abraham thấy rằng nó không ích lợi gì cho mình cả. Có thể ngày hôm nay khi chúng ta ở trong sự thiếu thốn, chúng ta ước ao một bữa ăn ngon, không có, cho nên chúng ta thấy đồng tiền nó rất là quan trọng. Đúng không ạ? Nhưng mà đối với Abraham lúc này thì Chúa hiện ra và Chúa nói ta sẽ là thuẫn đỡ cho ngươi, phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn. Thì Chúa nói, thì xin lỗi, Abraham nói chẳng ích lợi gì cả, bởi vì tôi chết không còn, tôi là người tuyệt tự, bây giờ có giàu có cũng như không thôi.
Vậy thì Abraham cần cái gì? Cần con. Và Chúa nói với Abraham thế này: cái kẻ đầy tớ đó không phải là kẻ hưởng gia tài của ngươi đâu, nhưng ai trong rang ruột ngươi ra thì mới là kẻ hưởng cơ nghiệp của ngươi. Và Chúa dắt Abraham ra, nhìn lên bầu trời, và Chúa nói là bây giờ ngươi đếm đi, con cái của ngươi sẽ đông như sao ở trên trời. Abraham tin thì điều đó kể là công bình cho ông. Đến lúc này chúng ta mới thấy được đức tin Abraham bắt đầu xuất hiện. Và khi đức tin Abraham bắt đầu xuất hiện thì cũng là lúc Chúa kể Abraham là công bình. Nhưng quay trở lại, vậy thì vì sao Chúa lại chọn Abraham từ lúc ban đầu? Khi người vâng lời, có vâng lời không? Không. Tin, có tin không? Cũng không luôn, cũng chưa luôn. Công bình, có công bình không? Cũng chưa luôn. Vậy Abraham có phải là người tốt không? Hay là người có hạnh kiểm tốt không? Theo ta thì Abraham có phải là người có hạnh kiểm tốt không? Bây giờ mấy cô trả lời giùm tôi khi tôi đọc cái phần kinh thánh này nha. Quý vị biết hết trơn rồi cho nên cứ hông liền, hông liên tục. Bây giờ quý vị biết rồi thì tôi không đọc nữa, tôi tóm tắt thôi. Sau khi ở tại xứ Canaan bị đói, Abraham đi xuống Ai Cập. Bây giờ chúng ta, quý vị là những người phụ nữ nha, nếu người đàn ông của mình nói với mình thế này nè: em ơi, anh biết em là người phụ nữ đẹp, nhưng mà cái xứ này nó ghê lắm, nó có thể giết anh để cướp em, cho nên thôi để bảo toàn sự sống cho anh, em đừng xưng là vợ anh, nói là em gái đi. Bây giờ những người phụ nữ, những người đã có gia đình rồi, nếu người chồng mình nói với mình như vậy khi ở trong hoàn cảnh khó khăn, quý vị cảm thấy thế nào? Quý vị cảm thấy thế nào à? Nhưng mà chưa dừng lại ở đó, đến khi người ta phát hiện ra vợ của ông rất là xinh đẹp, rồi thế là người ta đem nè vàng bạc bò lừa tôi trai tớ gái đem đến và rước vợ mình đi, đưa tay nhận tài sản, bye bye em, em đi một bình an. Đó, người đàn ông của Abraham đó. Cho nên tôi nói với quý vị, những người phụ nữ ngày hôm nay, quý vị đang có một người đàn ông kế bên mình tốt hơn Abraham nhiều. Cho nên là đừng nhìn cái nhìn tiêu cực về người đàn ông của mình. Bởi vì bây giờ lấy Abraham ra đo, ô chồng mình tốt hơn Abraham nhiều. Cảm ơn Chúa. Hiểu không ạ? Vậy thì quay trở lại câu hỏi, vậy thì tại sao Đức Trời lại chọn Abraham? Khó trả lời quá phải không? Vậy thì bây giờ khoan hãy trả lời câu hỏi đó, bây giờ trả lời câu hỏi này. Vậy thì so với Abraham, với những điều hồi nãy giờ tôi bày tỏ ra từ Kinh Thánh, quý ông cho mình biết, cho tự trả lời cho mình á, là so với Abraham, nếu tính cái thang điểm thì quý vị được mấy điểm và Abraham được mấy điểm? Cứ trả lời thực tế đi, không cần không sợ mình kiêu ngạo đâu. Ví dụ mình trả lời mình thấy mình hơn tốt hơn Abraham cũng không có gì phải kiêu ngạo cả. Chưa, tôi đang mới nói là cái ban đầu thôi. Cái khởi đầu mà để Đức Chúa Trời chọn Abraham, cái tiêu chuẩn để Đức Chúa Trời chọn Abraham đó. Ở đây tôi dám nói một điều, tất cả mọi người đàn ông ở đây đều hơn Abraham. Bởi vì dù gì đi nữa cũng còn biết lo cho vợ, cho con của mình, chứ không đến nỗi bán vợ của mình.
Phải không ạ? Vậy thì quý bà nên cảm ơn Chúa, bởi vì mình có một người người chồng, một người yêu tốt hơn Abraham. Cho nên đừng phàn nàn nữa nha. Vậy thì quay trở lại, tại sao Đức Chúa Trời lại chọn Abraham? Theo ông bà chị em, thì trong thời điểm Abraham ở, có nhiều người đàn ông tốt hơn Abraham không? Không cần phải Kinh Thánh nói, mà chúng ta biết chắc rằng có nhiều người vẫn tốt hơn Abraham. Bằng chứng đó là Pharaoh tốt hơn Abraham. Đúng không ạ? Nhưng mà tại sao Chúa lại chọn Abraham? Thì chúng ta phải hiểu như thế này. Nếu chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy về cái sự kêu gọi của Chúa. Thì chúng ta sẽ thấy rằng khi Chúa Ngài kêu gọi, đó là cái quyền của Ngài. Nhưng cái sự đáp lời, đó là cái quyền của chúng ta. Chúng ta nhớ rằng ở trong Ê-sai đoạn 6, khi Ê-sai nhìn thấy sự vinh hiển của Chúa, thì Chúa nói là ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta. Đây là sự kêu gọi, phải không ạ? Lúc đó có bao nhiêu người đáp lời lại? Có mình Ê-sai thôi. Lạy Chúa, có con đây, xin hãy sai con. Vậy thì cái sự kêu gọi là của Chúa, nhưng lúc đó Abraham, xin lỗi, lúc đó Ê-sai có quyền từ chối không? Có quyền từ chối. Nhưng vấn đề là Ê-sai đã chấp nhận lời kêu gọi đó. Khi các môn đồ được Chúa kêu gọi, các môn đồ có quyền từ chối không? Có. Và chúng ta nhớ thế này, trong cái câu chuyện ở trong Matthew đoạn 22, câu chuyện về tiệc cưới đó, thì chúng ta thấy rằng có những người được kêu gọi nhưng họ đã từ chối. Nhưng có những người không được tốt lành nhưng họ lại chấp nhận lời kêu gọi. Và những người được kêu gọi mà họ từ chối, họ không được vào dự trong tiệc cưới. Nhưng những người họ không tốt lành, bởi vì Kinh Thánh nói rằng vua sai đầy tớ đi ra khắp các ngã tư, khắp các đường cái, mời tất cả mọi người mà họ gặp, bất luận dữ lành. Vậy thì có những người rất là tệ, nhưng nếu họ chấp nhận lời kêu gọi thì họ được vào dự tiệc cưới. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ qua những cái hình ảnh đó để chúng ta thấy được rằng là tại sao Chúa lại chọn Abraham. Như tôi nói, không phải Abraham tốt lành ban đầu, từ ban đầu không phải ông là người tốt lành, nhưng đơn giản một điều thôi, đó là ông là người đáp lại lời kêu gọi của Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta học đến cháu nội của Abraham, tức là ông Gia-cốp, thì chúng ta thấy ông Gia-cốp có tốt không? Cũng không luôn. Nhưng Đức Chúa Trời lại chọn Gia-cốp, đúng không ạ? Nhưng mà nói tới chỗ này thì chúng ta sẽ thấy thế này nè. Thật ra nhiều khi chúng ta nói, ôi nếu như vậy thì cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời tệ quá, Ngài chọn toàn là cái người gì đâu không à, còn những người tốt nó không chọn. Nhưng mà thật ra chúng ta như thế này nè, Chúa cần một người biết vâng lời. Vâng lời ở đây tức là ban đầu chúng ta thấy rõ ràng Abraham không có vâng lời, nhưng Abraham đáp lại là sự kêu gọi. Nhưng mà nếu chúng ta để ý trong Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy cuộc đời Abraham chia thành hai giai đoạn. Cuộc đời của Gia-cốp cũng chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu cuộc đời của Abraham mà chúng ta thấy từ Sáng Thế Ký đoạn 11 câu 31 cho đến hết Sáng Thế Ký đoạn 16. Đó là giai đoạn đầu. Giai đoạn này ông làm bao nhiêu thứ sai lầm, bao nhiêu cái hậu quả xảy ra. Bán vợ, đúng không ạ? Rồi làm gì nữa? Ismael ra đời, phải không ạ? Nói dối, làm đủ mọi thứ.
Nhưng mà chúng ta thấy thế này nè, anh chị em đọc và để ý kỹ nha. Từ đoạn 11, Sáng Thế Ký đoạn 11 câu 31 cho đến hết đoạn 16, không thấy một lần nào Đức Chúa Trời trách Abraham về những điều sai trật của Abraham. Và thậm chí Đức Chúa Trời Ngài còn chủ động để Ngài giải cứu hay là Ngài giải quyết cái hậu quả do Abraham gây ra, mà Abraham không cần phải nhận biết mình sai nữa. Sáng Thế Ký đoạn 12 từ câu 10 đó, Abraham sau khi đã trao vợ mình cho Pharaoh rồi, Abraham có cầu xin Chúa: Chúa ơi, Chúa thương xót con, lỡ con bán vợ con rồi, bây giờ Chúa thương xót, Chúa cứu. Abraham có cầu nguyện không? Không. Mà thậm chí là khi Chúa đã giải cứu vợ của ông cho ông rồi, ông cũng còn không thèm đem trả tiền lại cho người ta nữa mà. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Chúa Ngài chủ động, Ngài giải cứu, mặc dù Abraham không cầu xin gì cả. Rồi đến khi Abraham ở với Aga để có Ismael, Abraham có nhận biết mình sai chưa? Có nhận biết mình sai không? Không. Nhưng Đức Chúa Trời Ngài cũng chủ động để Ngài giải quyết cái hậu quả cho Abraham. Và dường như chúng ta thấy mọi cái điều sai lầm của Abraham không bị trách móc gì cả. Như ta nói với ông bà chị em, không có cái sai lầm nào mà không có hậu quả. Chúng ta biết lý do tại sao dòng dõi Abraham phải làm nô lệ 430 năm ở trong xứ Ai Cập không? Bởi vì ông đã bán vợ của ông cho xứ Ai Cập mà. Đã bán và sau đó ông có chuộc lại không? Ông đâu có trả tiền lại đâu. Và dòng dõi của ông phải làm nô lệ ở đó 430 năm. Đó là hậu quả. Khi Abraham ở với Aga để có Ismael, hậu quả là gì? Từ Ismael ra 12 vị công hầu. Và những người này từ khi Ismael còn nhỏ là đã tìm cách lấn ép Isaac. Và cho đến bây giờ dòng dõi Abraham cũng là dòng dõi tìm cách tiêu diệt dòng dõi của đứa con lời hứa. Hậu quả nó vẫn kéo dài. Cho nên dù chúng ta thấy rằng Chúa không có trách, nhưng mọi việc làm sai trật đều có hậu quả cả. Nhưng giai đoạn thứ hai của Abraham là từ Sáng Thế Ký đoạn 17, khởi đầu Sáng Thế Ký đoạn 17 câu số 1. Năm Abraham 99 tuổi, Đức Chúa Trời hiện ra với Abraham và phán rằng: Ta là Đức Chúa Trời toàn năng, ngươi hãy đi trước mặt ta làm một người trọn vẹn. Và sau đó trong đoạn 17, Chúa đã thiết lập giao ước với Abraham. Và sau đó Abraham, chúng ta đọc từ đoạn 17 trở về sau cho đến khi Abraham qua đời, dường như Abraham không phạm một lỗi lầm nào nữa. Và điều gì xảy ra? Trong cái điều này, trong hai giai đoạn này của Abraham, để chúng ta thấy được rằng nó cũng là hai giai đoạn của Cơ Đốc nhân. Giai đoạn đầu tiên nó giống như là giai đoạn của một người nam và người nữ đang đeo đuổi nhau vậy đó. Lúc hai người đang đeo đuổi nhau, lúc hai người đang tìm hiểu nhau, có trách móc không? Có đưa ra luật lệ gì không? Đưa ra bỏ sao? Đúng không ạ? Lúc này là thậm chí những cái lỗi lầm cũng có thể cảm thấy rất là dễ thương. Tại vì đang yêu. Đúng không ạ? Nhưng nếu hai người đã chính thức bước vào trong giao ước thì sao? Thì sao ạ? Thì phải bắt buộc phải thay đổi.
để cho phù hợp với nhau. Chứ không thể nào nói tánh tôi vậy đó. Cho nên chúng ta thấy rằng giai đoạn đầu của Abraham, dường như Abraham làm bao nhiêu lỗi lầm, không có trách móc gì cả. Nhưng để Abraham có thể bước được vào trong giao ước, để Abraham có thể nhận được lời hứa, và để Abraham có thể trở thành tổ phụ của người có đức tin, để Abraham có thể trở thành cha của nhiều dân tộc, thì Abraham phải bước vào trong giao ước với Chúa. Và khi đã bước vào trong giao ước thì phải tuân thủ tất cả mọi điều khoản của giao ước. Cho nên chúng ta thấy thế này nè. Nhiều người nói sau lúc mới tin Chúa tôi cầu nguyện cái gì Chúa cũng cho hết. Còn lúc tin Chúa thời gian rồi, tôi đi học trường Kinh Thánh rồi, tôi về thấy hoàn cảnh càng ngày càng khó khăn. Có phải chúng ta thấy thực tế vậy không? Tại sao? Thời gian đang yêu nó khác. Đúng không Lịch? Lịch ơi, đúng không? Thời gian đang yêu nó khác. Nhưng bây giờ đã bước vào trong giao ước rồi thì không thể nào. Tôi ví dụ nha, lúc đang yêu, lỡ hôm đó anh chàng đi làm về trễ quá mà vội đến chỗ hẹn, anh chàng không kịp tắm luôn, mùi người nó có bốc mùi lên luôn, nhưng mà cô nàng vẫn nói kệ không sao đâu, mùi này đáng yêu. Nhưng mà khi cưới nhau rồi mà không tắm đi cho lên giường không biết liền. Nó có một sự khác biệt giữa hai giai đoạn. Và trong đức tin của chúng ta bước đi theo Chúa cũng như vậy đó, chúng ta sẽ thấy rõ ràng sẽ có hai giai đoạn. Bây giờ chúng ta muốn chúng ta ở trong giai đoạn tìm hiểu và cứ ở hoài ở trong giai đoạn tìm hiểu, hay chúng ta muốn bước vào trong giai đoạn của giao ước? Đương nhiên khi anh em ở trong giai đoạn tìm hiểu đó, anh em được tự do lắm. Khi bước vào trong giao ước, nó sẽ mất đi sự tự do. Nhưng có một điều, khi anh em ở trong giai đoạn của sự tìm hiểu, anh em không có quyền gì cả. Nhưng mà khi bước vào trong giai đoạn của giao ước thì sao? Có quyền. Khi mà đang yêu đó, có những cái cần phải ký giấy tờ gì đó, chúng ta có nói, đi ra chúng ta nói là tôi để tôi ký giấy thay cho ảnh, cho tại vì tôi là người yêu, được không? Được không? Không. Nhưng mà khi đã bước vào trong giao ước rồi thì sao? Không xuất hiện, người ta cũng lôi anh chị em ra để phải ký giấy nữa. Bởi vì sao? Có quyền. Cho nên chúng ta thấy được rằng Chúa Ngài muốn chúng ta phải bước vào trong giai đoạn của giao ước. Và giai đoạn đó là giai đoạn gì? Nhiều khi chúng ta không hiểu về ý muốn của Chúa. Cho nên có rất là nhiều người chúng ta bước đi theo Chúa và chúng ta rất là nặng nề và rất là mệt nhọc ở trong việc chúng ta bước đi theo Chúa. Bởi vì có nhiều người đi hầu việc Chúa nghĩ rằng phải làm việc này, phải làm việc kia, phải làm việc nọ thì mới xứng đáng. Rồi có những người đi thờ phượng Chúa thì chúng ta cứ lúc nào chúng ta cũng nặng nề, là chúng ta không biết là bây giờ tôi làm cái việc này có đúng không, tôi làm việc này có sai không, tôi làm việc này có phạm tội không. Và chúng ta cảm thấy rất là nặng nề mỗi lần chúng ta ăn gì, uống gì và mặc gì luôn. Có nhiều người nhắn tin hỏi tôi, mục sư ơi, tôi đi ngoài đường mà ngoài đường người ta để cái hình con rồng giữa đường vậy, tôi đi ngang có tội không? Mục sư ơi, tôi đi mua bánh mì mà nghe cái xe bánh mì người ta đốt cây nhang vậy đó, thì tôi có phải ăn đồ cúng không? Rất là nhiều những cái điều cho tôi rất là nặng nề. Nhưng mà nếu chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy được rằng Đức Chúa Trời Ngài không tìm kiếm một cái con người mà lúc nào chúng ta cũng tìm cách giữ một cái điều luật lệ một cách nặng nề như vậy. Nhưng Ngài tìm kiếm cái gì? Thứ nhất, khi Chúa nói với Abraham, cái người có thể hưởng gia tài của Abraham không phải là người theo luật. Tại vì theo luật đó là đứa đầy tớ ở lâu năm sẽ
được hưởng nếu Abraham không có con. Nhưng cái người thật sự được hưởng gia tài không phải là người theo luật, mà là người theo mối quan hệ. Cái người theo luật đó không hưởng được gia tài đâu, mà ai trong gan ruột ngươi ra mới là người hưởng gia tài. Vậy thì Chúa đang tìm kiếm cái gì? Một mối liên hệ. Chúa đang tìm kiếm một mối liên hệ. Khi Chúa kêu gọi Abraham để bước vào trong giao ước, Ngài cũng tìm kiếm một mối liên hệ. Trong tức là Giăng đoạn 14 từ câu 15, Chúa nói về việc mà Đức Thánh Linh sẽ được sai xuống đó, thì Ngài nói thế này nè: nếu các ngươi yêu ta thì, nếu các ngươi yêu ta thì, chúng ta đọc trong phần đó chúng ta thấy ba lần Chúa nói rằng nếu các ngươi yêu ta thì ta sẽ đến với các ngươi. Nếu ngươi yêu ta và giữ lời ta thì ta và Cha sẽ đến với các ngươi qua Đức Thánh Linh. Nếu các ngươi yêu ta thì Cha ta sẽ yêu lại, ta sẽ ở cùng người và tỏ cho người biết ta. Vậy thì Chúa không nói rằng nếu các ngươi làm việc cho ta nhiều, đúng không ạ? Chúa cũng không nói nếu các ngươi dâng hiến cho ta nhiều. Chúa cũng không nói nếu các ngươi đi làm chứng cho nhiều người tin Chúa. Chúa cũng không nói nếu các ngươi đặt tay để chữa lành cho nhiều người. Chúa cũng không nói nếu các ngươi đuổi quỷ thật là nhiều. Nhưng mà Chúa nói gì? Nếu các ngươi yêu ta. Vậy thì ở đây là mối liên hệ. Trước khi Chúa Giê-xu Ngài về trời thì Ngài cũng đã có một cuộc nói chuyện với Phi-e-rơ. Ngài hỏi Phi-e-rơ gì ạ? Người yêu ta chăng? Ngài không hỏi Phi-e-rơ người có muốn hầu việc ta chăng? Phải không ạ? Ngài cũng không hỏi Phi-e-rơ người có muốn nhận lấy nhiều quyền phép không? Nhưng mà Ngài hỏi gì? Người yêu ta chăng? Và nếu ngươi yêu ta thì làm việc của ta. Vậy thì Chúa đang tìm kiếm một mối liên hệ. Và nếu chúng ta chấp nhận bước vào trong cái mối liên hệ với Chúa thì có nghĩa là tất cả những gì của Chúa sẽ là của chúng ta. Và mối liên hệ đó là mối liên hệ của giao ước. Cho nên ngày hôm nay nhiều khi chúng ta cứ suy nghĩ tôi phải thế này, tôi phải thế kia, tôi phải thế nọ, và chúng ta suy xét, bắt đầu chúng ta nhìn lấy mình, và ma quỷ nó thích điều này lắm, nó lợi dụng vào trong cái điều này để nó áp đặt cái sự định tội vào trong chúng ta, và nó cho rằng, nó khiến cho chúng ta nghĩ rằng chúng ta không xứng đáng. Và khi nó khiến chúng ta nghĩ rằng chúng ta không xứng đáng, chúng ta không thể làm được việc gì cả. Trước đây có một thời gian khoảng 2 năm tôi cầu nguyện không hiệu quả. Là bởi vì sao? Bởi vì khi tôi cầu nguyện, tôi đặt tay lên một người để tôi cầu nguyện, ngay lập tức có tiếng nói trong lòng của tôi: mày nghĩ mày là ai mà mày cầu nguyện Chúa nghe? Bởi vì nó có những cái biến cố nó xảy ra trong cuộc đời của tôi, và qua những biến cố đó nó cứ lợi dụng vào trong chỗ đó, nó nói với tôi rằng tôi không xứng đáng. Nhưng chúng ta nhớ thế này nè, Chúa Ngài yêu chúng ta ngay khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Và Ngài đến với chúng ta vì tình yêu, Ngài tìm chúng ta vì Ngài yêu, Ngài chết vì chúng ta vì Ngài yêu. Và chúng ta nhớ như thế này, Ngài cứu chúng ta không phải vì Ngài thiếu người làm ở trong nhà Ngài. Nếu làm việc thì chúng ta làm việc hiệu quả hơn thiên sứ không? Không. Nếu gọi là trong sạch đó, chúng ta trong sạch hơn thiên sứ không? Không. Nếu là sức mạnh, chúng ta mạnh hơn thiên sứ không? Cũng không luôn. Vậy Chúa cứu chúng ta để làm gì? Là bởi vì Ngài muốn tìm kiếm mối liên hệ với chúng ta. Cho nên nếu Abraham từ ban đầu, khi Đức Trời gọi Abraham là người
không phải là người công chính. Từ ban đầu khi Chúa gọi Abraham, Abraham cũng chưa phải là người vâng phục. Từ ban đầu khi Chúa gọi Abraham, Abraham cũng chưa phải là con người có hạnh kiểm tốt. Nhưng Abraham chỉ có một điều thôi, đó là Abraham đáp lại lời kêu gọi. Vậy thì ngày hôm nay, nếu chúng ta sẵn lòng đáp lại lời kêu gọi của Chúa trên đời sống của chúng ta, thì Ngài cũng sẽ chấp nhận chúng ta, Ngài cũng sẽ chọn lựa chúng ta như cách mà Ngài đã chấp nhận và chọn lựa Abraham. Có lẽ chúng ta sẽ nói, nhưng mà tôi còn nhiều yếu đuối lắm. Chúa có thể thay đổi Abraham từ một cái người mà chúng ta thấy không tốt lành để trở thành một người trọn vẹn ở trước mặt Chúa. Thì Chúa cũng có thể thay đổi chúng ta trở thành một người trọn vẹn. Có thể chúng ta nói rằng, nhưng mà tôi không có tài. Môi-se có tài không? Nói Môi-se không có tài không đúng. Thật ra thì Môi-se có tài, nhưng mà Môi-se không có tài ăn nói. Mà có một điều là Chúa kêu gọi Abraham không phải là làm những cái tài khác. Xin lỗi, Chúa kêu gọi Môi-se không phải là để tận dụng những cái tài ông có, ví dụ như tài xây dựng, tài này tài kia. Nhưng mà Chúa lại sử dụng Môi-se trong tài ăn nói, mà Chúa lại chọn một người không có tài ăn nói. Thật ra tôi nói với anh chị em, cá nhân của tôi cũng là người không có tài ăn nói. Khi tôi còn nhỏ, khi tôi cỡ gần bằng tuổi của con tôi bây giờ đó, anh chị em thử suy nghĩ nha. Cứ tôi mở miệng ra tôi nói chuyện là mấy chị tôi nói: im đi, nói chuyện vô duyên. À, cứ mỗi lần tôi mở miệng ra, thấy mọi người trong nhà nói chuyện với nhau vui vui quá, nói đùa với nhau rất là vui, mình cũng muốn tham gia vào. Mở miệng ra nói chuyện vô duyên. Rồi thêm một điều nữa đó là nói lắp. Chúng ta có nghe cái câu chuyện này, đi mua ổ bánh mì mà xịt hết nửa chai nước tương không? Đó, tôi hồi xưa vậy đó. Mua ổ bánh mì cái hỏi chứ có xịt nước tương không anh? À, xịt ít thôi là nửa chai nước tương rồi. Đó, ngày xưa tôi cũng là người nói lắp. Nhưng mà nhiều người hỏi tôi: sau này em muốn làm gì? Tôi nói tôi muốn hầu việc Chúa. Tôi không biết được rằng Chúa có thể biến đổi tôi, nhưng cái điều tôi sẵn sàng đó là tôi đáp lại, đó là tôi muốn hầu việc Chúa. Và tôi nói thật là không biết Chúa lấy đi cái vô duyên của tôi hồi lúc nào tôi cũng không hay, mà Chúa lấy đi cái tật nói lắp của tôi lúc nào cũng không hay. Và đến một lúc tôi nhìn lại thì tôi không còn nói lắp nữa. Cho nên chúng ta đừng bao giờ chúng ta lấy những cái hiện tại của chúng ta để chúng ta có nói rằng tôi không xứng đáng đâu. Phi-e-rơ là sứ đồ trưởng của Chúa, ông là người không biết chữ. Chúng ta có hơn Phi-e-rơ không? Hơn, phải không ạ? Cái người đàn bà quá ở Sa-rê-pta chỉ còn có một chút bột, một chút dầu thôi, nhưng Đức Chúa Trời đã sử dụng đời sống của bà để làm ra những phép lạ rất là lớn lao. Đó là nuôi sống tôi tớ của Chúa. Và trong suốt 3 năm rưỡi không có thiếu một chút bột, một chút dầu nào trong nhà của bà. Chúa không sai tôi tớ của Chúa đến với một người giàu có. Chúa sai tôi tớ của Chúa đến với một người đàn bà mà chỉ còn một chút bột, một chút dầu, và nói rằng tôi đi lượm 2 cây củi về, tôi làm 2 cái bánh nhỏ, con tôi một cái, tôi một cái, ăn xong chúng tôi sẽ chết. Chúa dùng một người như vậy để nuôi sống tôi tớ của Chúa suốt 3 năm rưỡi. Vậy thì nếu Đức Chúa Trời có thể sử dụng những con người mà chúng ta thấy rằng không ra gì, được ghi lại ở trong Kinh Thánh, để làm ra, để bày tỏ sự vĩ đại của Ngài, để bày tỏ sự giàu có của Ngài, để bày tỏ sự tốt lành của Ngài, để bày tỏ sự lớn lao của Ngài, thì Đức Chúa Trời cũng sẽ sử dụng chúng ta nếu chúng ta sẵn lòng đáp lại lời kêu gọi của Ngài. Cho nên ngày hôm nay, nếu lòng chúng ta khát khao
chúng ta muốn bước vào trong chức vụ, trong sự hầu vị Chúa, chúng ta cứ sẵn sàng hãy bước vào đi. Chúng ta sẵn sàng, chúng ta dấn thân đi. Chúng ta sẵn sàng, chúng ta đáp lại lời kêu gọi của Chúa. Chắc chắn một điều, Chúa Ngài sẽ sử dụng chúng ta. Có nhiều người hỏi tôi thế này nè, mục sư có thể làm chứng lại cái cách mà Chúa kêu gọi mục sư không? Tôi nói, Chúa không có kêu gọi tôi. Thật sự, tôi nói với quý vị là Chúa không có kêu gọi tôi. Ôi, có nhiều người sẽ nói, ôi tại sao Chúa không kêu gọi tôi mà tôi có thể trở thành người hầu vị Chúa? Đầu tiên, tôi là người khát khao hầu vị Chúa. Nhưng mà tôi nói với quý vị, tôi xin lỗi là động cơ ban đầu tôi khát khao là người hầu vị Chúa đó cũng không phải tốt lành gì đâu, mà tại tôi thấy mấy ông mục sư, mấy ông mặc đầu vest đẹp quá. Khi đi thờ vận Chúa nhà thờ, thấy mấy ông mục sư mặc đầu vest đẹp quá, cho nên là tôi thích, cho nên tôi muốn trở thành người hầu vị Chúa. Nhưng mà bây giờ thì cái điều tôi thích, cái điều tôi ước ao là trở thành người hầu vị Chúa là Chúa cho rồi, nhưng Chúa không cho mặc đầu vest. Đấy, một sư phụ đứng đây, ông dạy, ông mặc đầu vest rất là đẹp phải không ạ? Mấy bạn hướng dẫn tòa phượng thắt cà vạt đẹp đúng không ạ? Nhưng tôi cà vạt nhiều lắm mà tôi cũng không thắt cà vạt được luôn. Đó là tại vì sao? Vì nhìn thấy cái cổ áo của tôi không bao giờ nó không bao giờ nó có thể gài nút lại được. Làm sao thắt cà vạt? Cho nên là cái động cơ ban đầu của tôi để hầu vị Chúa thật ra thì nó không có đúng. Nhưng mà sau đó Chúa bắt đầu Chúa điều chỉnh để cuối cùng bây giờ tôi hầu vị Chúa là bởi vì tôi bước vào trong cái mối liên hệ giữa tôi với Chúa, và vì yêu Chúa mà tôi hầu vị Chúa, chứ không phải vì được mặc đồ vest. Có thể lắm ngày hôm nay chúng ta cũng khát khao được hầu vị Chúa, và có những cái động cơ của sự khát khao của chúng ta đôi khi nó chưa chính xác. Nhưng mà nếu chúng ta đáp lại lời kêu gọi, chắc chắn một điều, Chúa sẽ điều chỉnh chúng ta. Giống như trong Matthew đoạn 22, bất luận người dữ hay là người lành đều được mời vào phòng dự tiệc. Có thể, tôi nói với quý vị, có thể trong những người đó có những người thôi kệ, nhận lời bước vào ăn bữa miễn phí cũng đâu có sao đâu. Có thể có những người chúng ta bước vào trong hội thánh của Chúa ban đầu, đó là bây giờ con cái của mình, chính mình bệnh tật, thôi kệ, đi khắp nơi rồi, không chỗ nào giải quyết được, phước chủ mai thầy. Bây giờ bám được chỗ nào thì bám. Nhưng khi chúng ta bước vào và chúng ta đã kinh nghiệm Chúa, chúng ta đáp lại lời kêu gọi của Chúa và Chúa sẽ sử dụng chúng ta. Cho nên động cơ ban đầu như thế nào không cần biết, nhưng cái vấn đề đó là nếu muốn kinh nghiệm được Chúa, nếu muốn nhận lấy ý quyền cách trọn vẹn của Chúa, thì phải giống như Abraham bước qua giai đoạn thứ hai trong cuộc đời của ông, đó là bước vào trong giao ước. Và khi bước vào trong giao ước thì chúng ta phải đi trước mặt Chúa làm một người trọn vẹn, và chắc chắn một điều, Đức Chúa Trời sẽ sử dụng chúng ta. Cho nên vì sao Chúa chọn Abraham? Là bởi vì Abraham đáp lại lời kêu gọi của Ngài. Vì sao Chúa có thể chọn chúng ta ngày hôm nay? Từ chúng ta trả lời. Chúng ta có muốn Ngài chọn chúng ta giống như Ngài đã chọn Abraham không? Chúng ta có muốn Ngài biến đổi chúng ta giống như Ngài biến đổi Abraham không? Chúng ta có muốn Ngài sử dụng chúng ta giống như Ngài sử dụng Abraham không? Và chúng ta có muốn Ngài hãnh diện để khoe về chúng ta giống như Ngài hãnh diện mà Ngài khoe về Abraham không? Sự chọn lựa thuộc về ông bà chị em. Chúng ta có đáp lại lời kêu gọi của Chúa hay không? Đừng nói, Chúa ơi, con còn quá nhỏ. Bởi vì trong Kinh Thánh, khi Chúa kêu gọi Jeremy, ông còn rất nhỏ. Đừng nói chúng ta quá già, khi Chúa kêu gọi Môi-se năm ông 80 tuổi. Đừng nói chúng ta không biết chữ, bởi vì Führer không biết chữ. Đừng nói chúng ta bận, chúng ta phải bận công việc. Đừng nói chúng ta bận công việc. Gideon đang phải đập lúa, Chúa kêu gọi. David đang phải chăn chiên, Chúa kêu gọi. Đừng nói chúng ta thấp kém và nhỏ bé. Gideon nói thế này nè:
tôi nhỏ nhất trong nhà cha tôi. Nhà cha tôi thì nghèo nhất trong chi phái của tôi. Mà chi phái của tôi thì nhỏ nhất ở trong Israel. Vậy thì ông còn ai lớn hơn ông nữa không? Nhưng Đức Trời lại sử dụng ông khi ông đáp lại là kêu gọi. Cho nên không một ai trong chúng ta ngày hôm nay nếu sẵn sàng đáp lại là kêu gọi của Chúa cho đời sống của mình mà Chúa không sử dụng. Amen. Xin Chúa ban phước cho Thánh. Chúng ta cùng đứng lên, chúng ta cầu nguyện. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.